Chiều 20 tháng 9 năm 2021, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương cho biết đã có những thay đổi về thời gian và linh hoạt địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 cho shipper nhằm tránh tình trạng quá tải, shipper phải xếp hàng lâu. Trước đây, chỉ với 20.000 shipper được đăng ký hoạt động, thì Sở Công Thương sắp xếp các shipper xét nghiệm tại các trạm y tế lưu động, nơi shipper sinh sống, với khung giờ từ 5 đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các shipper hoạt động liên quận, đã có khoảng 82.000 shipper đăng ký hoạt động trở lại. Đây gọi là gia tăng đột biến, và hai ngày qua, Sở Công Thương có hơi bị động. Chiều 20 tháng 9, Sở Công Thương đã làm việc với Sở Y tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cách thức giải quyết là 312 trạm y tế phường, xã và 500 trạm y tế lưu động sẽ được tổ chức xét nghiệm cho các shipper. Thời gian xét nghiệm từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, không nhất thiết phải xét nghiệm trên địa bàn cư trú nữa. Với sự thay đổi khung thời gian và linh động địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19, hy vọng sẽ không còn tình trạng shipper xếp hàng dẫn đến quá tải. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.